chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nanaket. Hôm nay thì Nhi và bạn Bate đã cùng nhau quay trở lại với ăn hải gấp ngàn lần. Và hôm nay thì chúng ta có hai tấm thớt, chúng ta là phải nấu ăn. Và món mà chúng ta sẽ nấu ăn hôm nay đó là donut. Chúng ta sẽ thi trang trí donut. Bây giờ đây, mỗi đứa có một cái hộp donut. Oh yeah. Nhưng mà trong đây chỉ là donut không thôi, chứ chưa phải là donut mà người ta đã trang trí. Trời ơi, đây. Oh yeah. Chỉ là những cái donut trắng như thế này. Và chúng ta sẽ dùng một đống topping trên bàn này để trang trí, để xem là trong năm cái bánh trong hộp này ai trang trí nhanh hơn và đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu ngay thôi. Ok. Rồi, rồi bây giờ đều rồi đó, mỗi đứa bốn cái tròn và một cái thành con gấu. Ok. Chuẩn bị chưa? 3 2 1 Phải xé ra đã chứ. Cái này em phải phủ chắc rồi nè. Em đang phủ chốc rồi nè. Trời ơi, nó ngọt liệm mà má ơi. Ê, đang làm nha. Ăn đi. Bây giờ là tới phần trang trí của tôi. Xin mời các bạn đón xem. Ok, xong cái đầu tiên. Em tới cái tiếp theo. Nè. Cái tiếp theo sẽ là dâu. Cái dâu này em làm cái nào cho mình dò một chút. Cái cuối cùng. Thì Nhi sẽ làm cái dầu ở đây. Oh. Dễ mặt trời luôn, Nhi dễ mặt trời luôn các bạn. Chào leo mặt trời, miền âm cười hạt cười, giống miệng cười cô giáo. Bây giờ mình phải nên làm tiếp theo. Đầy cháu ha, đầy cháu trai, cháu em. Người ta hình con gấu mà hình cái gì vậy? Cành đông. Gấu này gấu gì vậy? Gấu bắt. Lên dâu rồi. Xong nhìn ta gớm gì ta. Thôi mình cứ tiếp theo. Màu dâu là nó tươi một cách quá đáng. Mình cứ làm màu đen chứ. Tại vì mình thích màu đen. Ghê, cái này là màu nâu bạn. Màu đen. Màu nâu. À, nâu đậm đúng không? Nâu đậm. Ok. Em định là chảy dâu nhưng mà chảy dâu thì nó không có được. Chảy dâu là phải rắc từ từ nó mới chảy được. Giống kiểu như là bánh á, bánh kem á, nó chảy từng giọt giọt xuống bao đẹp. Quên cái này nó không có đứng được. Anh nhìn cái gì? Anh chưa thấy tay nghề của em. Đó anh thấy không? Nãy giờ anh thấy em làm được cái này là giống con người. Trời ơi. Từ từ. Anh phải thêm thắt vô. Thôi.
đừng em đừng đừng tác phẩm của anh đó. Khó khăn lắm mới có thể tạo hình được. Cái đó là chuyện của anh có cái nghĩ của anh, đâu phải là chuyện của em đâu. Có mấy thấy cô thẩm mỹ thời trang cao chưa? Làm những chiếc bánh mà nhìn thôi đã thấy mệt mỏi. Bây giờ chưa. Rồi cái này là từ nãy giờ là em có phổ biến luật cho anh chưa? Phổ biến luật sao? Là có nghĩa là chưa có phổ biến luật gì. Em có nghĩa là em làm cho anh sẽ làm cho em. Người ta cái này là của em, còn cái này là của anh. Oh yeah. Cuối cùng sau một cái này của anh. Của em, hồi nãy giờ em chưa phổ biến luật hả? Cái anh đã hồi nãy em nói anh rồi là anh làm cho em làm cho anh, cho nên đây là cái của anh, đây là của em. Ok, đi thắng. Rồi. Như là thắng rồi. Dọn dẹp đi mọi người ơi, dọn dẹp đi. Ôi tác phẩm của tôi. Oh my god. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để lại Inner Keep có nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye. Giờ sau đây là một tiết mục mà không ai mong muốn nhất. Đó là... chính là mặc dù là những cái món khác, những cái món mà người ta nấu sẵn thì lúc nào một ăn cũng là một chờ đợi nhất. Ăn giùm hộ cái này. Ăn giùm hộ cái đồ đi. Thôi, của ai người đó xử đi nha. Sao của ai người đó xử được? Em làm cho anh ăn. Anh phải ăn cái này. Đây, cầm lên. Ăn cái này. Vậy em sẽ là người ăn... Em ăn cái này. What? Ôi khôn quá à. Quỷ khôn em quá. Em ăn cái đẹp. Em ăn cái đẹp, em ngu à. Ăn cái đẹp thì nhìn nó đẹp mắt thôi. Trời ơi, nó kêu tôi ăn cái này nè. Trời ơi, các bạn có thấy không? Tôi run luôn hết rồi. Tôi sợ thằng ấy thiệt. Cài ăn thử coi. Nhớ cạo cho. Sao mà nó chua ấy. Món kẹo. Để cho mọi người nghe được. Mặc dù là nhìn xấu á nhưng mà ngon. Được. Yeah. Em thử hết thứ của em đi. Ê ê, gớt. Này nó tà lè hết luôn á. Giờ em sẽ ăn dâu. Mình mà ở tiệm donut là chắc phá sản sớm. Chắc là không? Làm vừa đẹp vừa ngon kiểu nào ai chịu nổi. Vừa đẹp vừa ngon luôn. Vừa đẹp vừa ngon. Vừa đẹp vừa ngon, rõ ràng. Anh ăn thấy ngon mà. Sao cái này em có cảm giác à? Em muốn làm thêm một món nữa. Đó, muốn làm thêm một món nữa kìa các bạn. Mai mốt vậy đừng có làm. Tại nó rất là giống một món mà em hay ăn. Nhưng mà em không kiếm được chỗ bán nó đó. Không được. Kem chiên. Kem chiên nữa các bạn. Nghe muốn làm kem chiên. Các bạn có muốn nghe làm kem chiên không? Nếu muốn thì nhớ like and subscribe cho kênh của Inner Keep để chờ đón cái clip như làm kem chiên nha. Còn bây giờ thì bye bye.